Hello cả nhà, rồi tiếp tục series bán vui, em lên tiếp phần 5 nha cả nhà. Đây, phần 5 em bán combo 6 con này với giá là 1 triệu, chuyển khoản full em bao ship nha. Đây một em đồng hồ Casio nè, còn rất là đẹp nha cả nhà. Niềng xoay nè cả nhà. Niềng xoay size to có dạ quang nha. Đây. Có dạ quang nha cả nhà. Rồi, đây size của nó đây, 42 43 chưa nấm luôn nha cả nhà, cả nấm là 45. Đó, hai ô lịch trong nước 100 m. Con này là chính hãng luôn nha cả nhà. Rồi, một em đồng hồ Casio Baby G nè cả nhà. Đó, đèn xanh cá heo luôn. Chuông nè, đầy đủ chức năng nha. Đó, em bấm lộn nè. Đó, lịch tan niên đâu để coi sản xuất ở đâu nha cả nhà, sản xuất tại Nhật nha, nè, Japan nè, đó đầy đủ chức năng luôn nè, độ mới nè, đó không có gì phải bàn nha cả nhà. Rồi lên tiếp một em đồng hồ có cục radar nha cái này ha, radio control nè, cục này để bắt sóng nè cả nhà, đây nè cột sóng nè, mình đè cái này vô mình bắt sóng nha, đó nhưng mà chỉ ở Nhật thôi, còn ở Việt Nam mình phải dùng điện thoại nha. Đây có chữ chạy luôn nè, có lưu danh bạ nè cả nhà, có báo thức báo tiếng luôn nha, ba báo thức và một báo tiếng nè, có lịch vạn niên nha, và đặc biệt là đèn xanh nha cả nhà, đèn hai màu nha, xanh dương và xanh lá, sản xuất tại Nhật luôn, hàng cổ nha cả nhà, size đo ngang là 44.7 luôn nè, cho 45 nè, đó rất là độc nha. Rồi lên tiếp một con đồng hồ Casio này, hai máy nha, ba kim với ô điện tử, con này sản xuất tại Nhật nha, full thép đó. Rồi một em đồng hồ Casio nè, chưa vô pin nha. Rồi một em đồng hồ điện tử của Nhật nha, size bit của Nhật nè cả nhà, còn tem luôn mà chưa vô pin nha, về cả nhà tự thay pin giúp em đó, combo về với giá là 1 triệu, chuyển khoản full em bao ship nha. Rồi em mời cả nhà nha.